Kính thưa đồng bào, chúng tôi đã liên lỉ thông báo về những sấm lệnh quan trọng nhất từ thời bây giờ cho đến ngày tận thế. Những sấm lệnh mà cha trời Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho nhân loại. Và đặc biệt ưu ái cho dân tộc Việt Nam chúng ta được biết trước. Thế nhưng hầu hết đồng bào ba nhóm Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều, tôi nói là đa số, hầu hết, tôi không nói tất cả, mà là đa số ba nhóm Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều đã chưa làm bổn phận của họ với trọng trách, với chính linh hồn của họ, là cần ăn năn sám hối khẩn cấp. Ở đây chúng ta không còn nói đến việc lập công chuộc tội nữa, thời gian đã qua rồi. Và vì sự thờ ơ vô trách nhiệm của hầu hết ba nhóm này, để rồi đến giờ phút này ngày hôm nay, Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta ra lệnh chúng tôi cần phải làm việc tiếp tục, chuông gọi hồn trình diện Thượng Đế. Vì thế ngày hôm nay chúng tôi sẽ kêu đích danh một số những người đang đóng những vai vế đã và đang làm ảnh hưởng tệ hại khốc liệt kinh hoàng đến với dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta bấy lâu nay. Và thưa đồng bào thương mến, sau đây tôi cần giới thiệu về những quyền năng mà Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng quyết định dùng đến để dạy dỗ và cảnh báo, và nếu cần là xử phạt những kẻ mà tôi sẽ nêu tên trong chương trình này rõ ràng từng chi tiết ai là ai. Đồng bào để ý phía bên này là hình ảnh anh hùng chiến sĩ Trận Vong đã hiện ra trên mây theo lệnh của Cha Trời Giê-xu để làm việc dạy dỗ, và cũng như để nếu cần sẽ trừng trị những kẻ mà tôi sẽ nêu tên trong chương trình ngày hôm nay. Đây là hình ảnh anh hùng chiến sĩ Trận Vong đại diện trên khắp các mặt trận trên quả địa cầu. Và đó là hình màu gốc. Thêm một hình màu gốc nữa, đồng bào có thể xem chi tiết rõ ràng. Và phía bên này là hình trắng đen. Phía bên này hai khuôn mặt sát lại với nhau, nói lên tinh thần đoàn kết chặt chẽ của tất cả quyên hùng chiến sĩ Trận Vong trên khắp các mặt trận trên quả địa cầu, để đã tề tụ lại với nhau, đã đoàn kết lại với nhau sau khi những anh hùng này đã hy sinh trên các mặt trận chiến tranh trên quả địa cầu.
tức là tất cả những anh hùng chiến sĩ trận vong trên khắp các chuyến tuyến, khắp các mặt trận trên quả địa cầu đã tề tụ lại và hiện lên mây, hiện trên mây theo lệnh của Cha Trời Giêsu để làm việc. Đương nhiên trong đây có những anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, trong đây có những anh hùng chiến sĩ miền Bắc Việt Nam, tức là những anh hùng chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã từng hy sinh vào năm 1979 cũng như ở tại Campuchia. Đặc biệt ngày hôm nay những anh hùng chiến sĩ này sẽ bắt đầu trừng trị những kẻ, ví dụ như là Nguyễn Phú Trọng và gia đình Nguyễn Phú Trọng, cũng như Nguyễn Thị Kim Ngân và gia đình Nguyễn Thị Kim Ngân, và Nguyễn Xuân Phúc và gia đình Nguyễn Xuân Phúc. Còn ai nữa? Trọng, Phúc, Ngân. Còn đứa nào nữa? Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngày hôm nay chúng ta cảnh báo cho ba đứa này biết trước. Các người Trọng, Phúc, Ngân và Lịch, các người đã không nghe lời ta dạy bảo một cách chân tình. Ta dạy bảo các người với tư cách là vua Việt Nam, là y sư thánh giống Phụ Động Thiên Vương tái thế, vua Việt Nam làm việc lãnh đạo và đồng thời xung trận để cứu Việt Nam chúng ta. Các ngươi đã không nghe lời ta dạy bảo một cách chân tình. Sẵn đây, phe nhóm Nguyễn Tấn Dũng cần được học hỏi, bởi vì kỳ tới sẽ đến các người. Và chuyện gì sẽ xảy ra đối với bốn đứa này, Trọng, Phúc, Ngân và Lịch? Ta được quyền nhờ triệu anh hùng chiến sĩ trận vong, và nhất là những anh hùng chiến sĩ trận vong Việt Nam Cộng Hòa và quân đội nhân dân ở tại Việt Nam, sẵn sàng xử phạt các ngươi đích đáng ở mọi nơi mọi lúc. Đây là đặc ân quyền năng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho ta để làm việc. Cá nhân ta không bao giờ nghĩ đến chuyện muốn thấy ai bị hủy diệt, gặp những đại nạn kinh hoàng khốc liệt khủng khiếp và có thể chết không kịp trối. Ta không bao giờ ước muốn
mong muốn những tình huống, tình cảnh đau buồn, khốc liệt đó xảy ra đến bất cứ ai. Nhưng vì sự cứng lòng, u mê, u lì, bê trễ của các người, giờ đây ta buộc lòng phải nhờ đến anh hùng chiến sĩ trận vong làm việc, làm việc khẩn cấp kể từ giờ phút này, cộng phúc ngân lịch các ngươi và gia đình các ngươi lần lượt sẽ gặp những đại nạn khốc liệt và có thể một trong số bốn các ngươi sẽ được anh hùng chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc Việt Nam cất sự sống các ngươi theo lệnh của cha trời thượng đế toàn năng cho phép. Nguyên hùng chiến sĩ này cất mạng sống các ngươi có nghĩa rằng là các ngươi sẽ phải chết và linh hồn các ngươi sẽ bị nhốt chung với thằng rau xanh Hồ Chí Minh, Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành. Ba danh xưng đó, ba thằng đó là một. Và linh hồn các ngươi sẽ bị nó quýnh đập và nó bắt các ngươi phải dập đầu cúi đầu, miệng thì lẩm bẩm dạ thưa chủ tịch, rõ ràng các ngươi chẳng có đứa nào muốn như thế. Tuy nhiên nếu các ngươi sau khi theo dõi phần sấm lệnh ngày hôm nay và sau đó cấp tốc các ngươi ăn năn sám hối, nghe lời ta dạy bảo là mau mắn ông trả lãnh đạo đất nước do chính ta cùng đồng bào Việt Nam chúng ta làm việc, thì các ngươi và gia đình các ngươi sẽ được tha tội chết bởi triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong, trong đó có những anh hùng chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc Việt Nam sẽ tha thứ cho các ngươi. Và nếu các ngươi không nghe lời ta dạy bảo khẩn cấp, chấp hành khẩn cấp, thì một trong bốn đứa tụi bay sẽ có đứa chết, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và chưa hết, gia đình chúng bay cũng sẽ gặp những đại nạn khốc liệt bởi triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong hành xử theo lệnh của cha trời thượng đế toàn năng. Kính thưa toàn thể đồng bào quý mến, nói về đồng bào chúng ta, chúng ta có bốn thành phần. Những người Việt Nam
nghèo khổ, thấp cổ bé miệng. Những người Việt Nam làm việc cần cù đổ mồ hôi sốt con mắt như những con trâu già Việt Nam. Những người Việt Nam chân chính, hiền hòa, hiếu vì đạo, đạo của cha trời, thượng đế toàn năng, đạo thờ ông thiên, thờ ông trời. Những người này rất là hiền hòa, rất là Việt Nam. Và đã và đang bị ba nhóm, hầu hết ba nhóm Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều vô tình hoặc cố ý xâm hại đến đời sống của những người Việt Nam hiền hòa, hiếu vì đạo. Thế thì ba nhóm, tôi nói là hầu hết chứ không phải là tất cả, ba nhóm Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều, ba nhóm này là ai và họ đang ở đâu và họ đã và đang làm gì đến nỗi mà gây tác hại nguy hiểm và khốc liệt, đau buồn đến cho những người Việt Nam hiền hòa, hiếu vì đạo. Sự chịu đựng của những người hiền hòa, những người Việt Nam hiền hòa, hiếu vì đạo, đạo công bình bác ái, thờ ông thiên, thờ ông trời, đạo thương người như thể thương thân, đạo bầu ơi thương lấy bí cùng, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng, đạo đùm bọc cho nhau. Thế thì ba nhóm Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều này là ai? Ở đây tôi không nói tất cả những ba thành phần này là những người vô tình hoặc cố ý mất gốc, mất dạy, phiền tối, nguy hiểm, bựa cả chớn, mất dạy, sọc dưa, sọ lá, quờ quạng, ham mê dục vọng vật chất, danh vọng, ảo quyền, thế gian xảo. Ở đây tôi không nói hết tất cả ba nhóm Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều mắc những chứng bệnh khốc liệt, nguy hại đó, vô cùng nguy hiểm, nguy hại, mà tôi nói là ít nhất là 90% ba nhóm Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều hiện tại bây giờ là mất gốc, mất dạy. Thành phần này, ba thành phần này đã gây tàn tóc, tai hại, đau buồn, đau khổ khốc liệt đến với dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta. Thế thì bây giờ những thành phần này cần phải làm gì? Để chuộc tội, chuộc lỗi của mình đối với cha trời, thượng đế toàn năng và đối với triệu triệu anh hùng, chiến sĩ trận vong đã hy sinh cho họ được sống.
Cha trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho hai sấm lệnh quan trọng nhất, cùng 10 phép lạ cảnh báo, kêu gọi để cho họ ăn năn sám hối, lập công chuộc tội. Thế nhưng ba nhóm này hầu hết đã và đang khinh bỉ vì vô tình hoặc cố ý, trong đó có đủ thành phần vô tình hoặc cố ý. Trong đó có những thành phần vì kiêu ngạo, không ước ao học hỏi những sấm lệnh mới, những hồng ân mới quan trọng nhất kể từ bây giờ cho đến ngày tận thế. Đó là cái lỗi của các người thờ ơ vô trách nhiệm. Thế thì bây giờ các người cần làm gì để chuộc lỗi của mình, để chuộc tội của mình? Hỡi hầu hết những người mang danh Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều, và tiếp theo chúng ta cần đi vào chi tiết. Ba nhóm Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều này là ai? Trong đó Việt Cộng có Đảng Cộng sản ở tại Việt Nam, Việt Giang là những kẻ gian xảo vì tư lợi của mình, tư lợi bất chính, và Việt Kiều là những người đã được ra đi khỏi Việt Nam rồi sống ở thế giới tự do, có dịp học hỏi, có dịp hưởng được sự tự do. Trong lúc đồng bào Việt Nam chúng ta ở Việt Nam, những người chân chính hiếu vì đạo thì bị trấn áp, bóc lột, đày đọ, hành hạ, sát hại, khốc liệt, đến nỗi bị cướp mất quyền tự do tư tưởng, sống vì công bình bác ái. Thượng Đế ban cho nhiều thì Ngài sẽ đòi hỏi lại nhiều. Ngài đã ban cho bọn Việt Cộng nắm chính quyền, và bọn này đã không làm đẹp lòng Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Vì thế Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng sẽ xử phạt bọn này, bọn mất gốc, mất dạy. Đó là bọn Việt Cộng, bọn Cộng sản,
bọn làm ăn với quỷ Satan. Kế đến nữa, bọn Việt Giang là bọn đầu cơ tích trữ những tội ác, những lợi nhuận không cần biết từ đâu mà đến, miễn sao có lợi cho mình là sẵn sàng sát hại đồng loại, sẵn sàng sát hại đồng loại của mình, sẵn sàng buôn thần bán thánh và bán ngay cả Thượng Đế luôn nữa. Bọn này là một bọn vô cùng khốn kiếp, siêu vi khuẩn ăn hại, cũng giống như bọn cộng sản Satan. Satan là cộng sản, cộng sản là Satan. Kế đến nữa là bọn Việt Kiều. Đa số bọn này cũng là thuộc thành phần đang đóng những vai vế mất gốc và mất dạy. Họ đã quên đi những ngày lên đên trên biển cả, những ngày băng rừng vượt suối để tìm tự do. Họ đấu tranh tranh đấu cho có để cảm thấy không bị tủi nhục, xấu hổ với lương tâm của mình. Chứ thật lòng thì họ chẳng có, chưa làm được tích sự gì đối với việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam. Thế thì sao? Những tội này ai xử? Bọn Việt Giang chúng bay bắt đầu bị trời xử và bị triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong xử chúng bay. Chúng bay chỉ còn một cơ hội duy nhất là mau mắn ăn năn sám hối. Khi mà chúng bay còn có cơ hội. Thế thì bọn Việt Kiều nhà cao cửa rộng, sống sướng tự do, đấu tranh cho có hoặc là nằm chờ, mình không làm có người khác làm. Cứu Nguy Việt Nam, mình không làm có người khác làm. Đây là bọn ngu xuẩn, giả mù sai mưa, lười biếng, vô trách nhiệm đối với hồng ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho chúng nó có dịp xuất ngoại, sống ở xứ tự do. Trong đó có những kẻ đóng những vai vế đại diện các tôn giáo làm lành lánh dữ. Cũng đóng những vai vế u mê, ù lì, bê trễ, chưa thực sự ước ao học hỏi về những sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại, cũng như chưa thực sự ước ao học hỏi về những phép lạ cảnh báo của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho. Tội lỗi của những kẻ này cũng không kém gì bọn Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều. Đa số ba nhóm này
cá mè một lứa. Còn nói về thành phần đấu tranh, tranh đấu, chống cộng, hầu hết những đứa tai to mặt lớn, ồn ào, khoe khoang lối tranh đấu mấy lâu nay, chúng nó làm việc để đóng đầy những túi tham không đáy của chúng nó, đa số là như thế. Chỉ có một số ít thật lòng không lường gạt đồng bào, mà cũng chẳng để cho bọn cộng sản và bọn Việt gian mua chuộc. Thành phần này hiếm lắm, còn lại đa số đã bị bọn cộng sản mua chuộc rồi sinh ra lương gạt, sát hại đồng bào. Chúng nó đã lập ra những hội đoàn, đoàn thể và những tổ chức và những chính phủ để lọc lừa, lương gạt đồng bào bấy lâu nay. Chúng bây cần phải chấm dứt kể từ hôm nay, bởi vì triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong sẵn sàng tiêu diệt chúng bay. Ăn năn sám hối tất cả chúng bay, đa số ba nhóm Việt gian, Việt cộng, Việt kiều và những kẻ đóng những vai vế đại diện các tôn giáo, hãy mau mắn liệu rau mà gấp mắm. Đồng hành cùng Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại để thông báo về hai sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại, cũng như thông báo về những phép lạ của Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại, và nhất là cho người Việt Nam ở trong nước được biết khẩn cấp. Đó là cách duy nhất để cho chúng bay lập công chuộc tội. Cơ hội cuối cùng